Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình mới tỉnh thất Bồng Lai, có nghĩa là Thiền Am bên bờ vũ trụ, tên sau này được đổi lại đó quý vị khán giả. Trong suốt 2 năm qua thì lùm xùm việc tỉnh thất Bồng Lai, hôm nay thì đồng loạt báo chí đưa tin quý vị khán giả cũng như là báo pháp luật chia sẻ những cái thông tin hôm nay thực sự là khởi tố tỉnh thất Bồng Lai để điều tra hành vi về tôn giáo và từ thiện. Mà trong suốt thời gian qua lùm xùm từ công an Long An và đồng thời cộng đồng mạng có những người phản ứng và đồng thời có những cái tranh luận trái chiều, thì hôm nay tình tiết khởi tố như thế nào, xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết sau đây. Liên quan đến những hành vi vi phạm lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai, sau này được đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Chiều ngày 4 tháng 1 năm 2022, thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết đã quyết định khởi tố vụ án tỉnh thất Bồng Lai. Hiện vụ việc này là những hành vi của ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan đến những việc làm sai trái đang sinh sống tại đây, đang được tiếp xúc và xác minh điều tra làm rõ, sẽ sớm cung cấp thông tin cho báo chí. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2014, bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, mua lại nhà. Mảnh đất này là gần 2.000 m2 ở ấp Lập Thành, xã Hoàng Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi chuyển về đây sinh sống. Sau đó sửa chữa lại, nơi đây là điểm tu tập tại gia. Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Tuy nhiên, qua xác minh, trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật về điều kiện cũng như là vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ theo quy định. Đến ngày 25 tháng 7 năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức, tức là do ông Lê Tùng Vân chủ trì. Đến năm 2015, ông Vân đã bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ của bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và nhận con nuôi và đi làm từ thiện. Theo kết quả xác minh, hiện tại hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong số đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột tạm trú cùng cái nơi mà sinh sống của 6 trẻ em này. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, dư luận xã hội, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Đặc biệt, nhóm người tại đây tỉnh thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản xã hội cá nhân khác nhau để đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật và diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này thì cơ quan chức năng tỉnh cũng đã nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên tỉnh thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong khi đó, liên quan đến hoạt động tôn giáo tại đây, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định tư thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viên hợp pháp cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sinh sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo,
do đó không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc này mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi cá nhân. Đồng thời, theo thông tin từ ngành chức năng thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại đây, tại tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ, đa số không phải là trẻ em mồ côi cơ nhỡ, mà đặc biệt là 6 trẻ em sống nơi đây là có mẹ sống cùng, không phải là trẻ mồ côi hay là sinh ở nơi khác mang về, mà thực sự những đứa trẻ này trong Thiền Am bên bầu vũ trụ là mẹ ruột sinh ra các em, và đồng thời trong giấy khai sinh thì không có tên cha, chỉ có là tên mẹ. Tuy nhiên trong cái thời gian sống ở đây thì các em không gọi mẹ là mẹ mà gọi là sư cô, và ngược lại các bà mẹ gọi các em không phải là con mà đặt tên theo Thiền Am bên bầu vũ trụ đặt. Trong mối liên hệ của họ thì mặc dù là mẹ con sống cùng nhau, chăm nom các con, tuy nhiên họ không nhận là mẹ con. Cái sự thiệt thòi lớn nhất của các trẻ em chính là mẹ ruột của mình nhưng mà sinh ra không được gọi bằng tiếng mẹ. Thật sự là đau buồn, và ở đây tỉnh Thất Bồng Lai cũng trục lợi cá nhân dùng các hình ảnh các trẻ em để kêu gọi quyên góp, nơi đây là trẻ mồ côi cơ nhỡ để lấy lòng tin và đồng thời tình thương của cộng đồng mạng để hỗ trợ giúp đỡ kêu gọi làm từ thiện nơi đây để họ lấy đồng tiền đó sinh sống trong suốt thời gian dài. Kính thưa quý vị khán giả, tỉnh Thất Bồng Lai lùm xùm mấy năm qua thì hôm nay chính thức là khởi tố lợi dụng tôn giáo từ thiện để trục lợi cá nhân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cụ thể là ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến những hành vi vi phạm lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi cá nhân của những người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai. Quý vị khán giả thân mến, trước đây thì những người trong tỉnh Thất Bồng Lai cũng như là Nhất Nguyên, đại diện tỉnh Thất Bồng Lai trả lời với báo chí những chia sẻ xung quanh vấn đề kết luận về phía chính quyền của Long An. Các cô chỉ là mẹ đỡ đầu, thì ở đây là Nhất Nguyên không khẳng định và cũng từ chối việc mà những người ở trong tỉnh Thất Bồng Lai là mẹ ruột của các bé. Thì hôm nay Công an tỉnh Long An đã xác minh như sau: con là Lê Thanh Pháp Vương, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Quý vị khán giả, cô Lê Thanh Kỳ Duyên này sanh liên tục, sanh năm 1 đó quý vị khán giả, thì sinh ra Mẫu Nghi và Pháp Vương. Và bé thứ ba là Lê Thanh Minh Triết, mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Thì trong giấy tờ và công an cũng xác định ba bé này có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang, hai người mẹ trong giấy khai sinh đều sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai. Trong giấy tờ bỏ trống thông tin về tên tuổi người cha, còn lại trong tỉnh Thất Bồng Lai có một số trẻ em nữa nhưng đăng ký khai sinh ở địa phương khác. Tôi đã liên hệ ở tỉnh Thất Bồng Lai về vấn đề này. Nhất Nguyên, người đại diện tỉnh Thất Bồng Lai cho biết, các em bé tại đây đều được nhận nuôi và do các cô sống tại đây nhận làm mẹ đỡ đầu. Các cô đều là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ. Đó là Nhất Nguyên chia sẻ quý vị khán giả. Người này cho biết hiện tại tỉnh Thất Bồng Lai có 6 cô và đang nuôi dưỡng 9 em bé. Từ việc dạy học, ăn uống, dạy dỗ, lễ nghi phép tắc đều chia ra cho các cô đảm nhận chăm sóc. Các bé đều xưng con gọi là thầy, ví dụ như thầy Kỳ Duyên, thầy Huyền Trang. Mình là người tu, chỉ nhận đỡ đầu các bé, không có chuyện gọi là mẹ. Đó là Nhất Nguyên chia sẻ trên báo chí. Theo chia sẻ của Nhất Nguyên, các em bé khi đến tuổi đều được đi học đầy đủ. Lớn nhất là ba bé đang học lớp 2 gồm Minh Tâm, Nghi Tâm và Chí Tâm, học tại trường tiểu học Hòa Khánh Tây, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các bé đều chăm ngoan, lễ phép. Hiện tại thì cuộc sống sinh hoạt tại đây vẫn diễn ra như thường lệ. Trước khi dịch bệnh bùng phát, người trong tỉnh Thất sẽ đưa các cháu đi học. Giờ thì trường đã chuyển sang học online. Việc học của các bé có vất vả hơn nhưng các cô vẫn kèm cặp theo sát việc học hành của các cháu. Riêng ông Nhất Nguyên cùng một số người còn lại cũng có việc làm để kiếm thêm thu nhập nuôi các bé cũng như là đảm bảo cuộc sống cho họ. Như tôi và Hoàng Nguyên có nhận hợp tác làm đá phong thủy, Nhất Tuệ làm về rau củ quả ngoài chợ. Ngoài ra cũng có Stereo nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc, tất cả sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube.
Ở đây mọi người dùng tiếng hát để kiếm tiền, mỗi tháng cũng kiếm được tiền thêm trên YouTube. Chúng tôi đều có công ăn việc làm, chứ không ở vậy ai nuôi. Thiền am gần 30 người, sống vậy lấy gì ăn? Người ta nói mình trục lợi, lấy tiền mạnh thường quân. Nhưng thử nghĩ xem, trước khi nổi tiếng, chưa ai biết tới thiền am chúng tôi sống bằng cái gì? Đó là Nhất Nguyên chia sẻ. Nhất Nguyên cho hay vừa qua công việc có chút khó khăn, song mọi người vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập, lo cho các bé ăn uống đầy đủ. Rau củ thì có Nhất Tuệ làm ngoài chợ nên đỡ được chi phí phần nào. Ở thiền am các bé vẫn ăn xen lẫn đồ mặn để đảm bảo phát triển thể chất, còn người lớn thì ăn chay. Ở đây sau 15 tuổi, ai quyết lòng đi tu thì ăn chay hết rồi. Về việc lùm xùm vừa qua thì Nhất Nguyên một lần nữa khẳng định toàn bộ tố giác đều sai sự thật. Tuy nhiên, lùm xùm xung quanh về tỉnh thất Bồng Lai thì đã được cơ quan chức năng tỉnh Long An xử lý theo trình tự pháp luật cuối năm 2020. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng đã lên tiếng khẳng định tỉnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo. Tuy nhiên, những ngày qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng cũng như là trên YouTube, mạng xã hội đăng tải khơi lại vụ này, bắt đầu từ việc Lê Thanh Minh Tùng tự nhận là con trai, tố cha mình là ông Lê Tùng Vân cùng một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Và trước đây, sau khi trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức bị xóa sổ, những cái giấy tờ không hợp lệ thì ông Vân khăn gói tìm tất cả các địa phương ở miền Đông, miền Tây, Nam Bộ tìm đối tác để hợp tác. Và đến khi mà 2015, khi được bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đồng ý hoán chuyển nhà mình thành nơi nuôi trẻ trại mồ côi và làm từ thiện, ông Vân đã dọn về đây cư ngụ từ đó đến bây giờ. Hiện tại thì cơ sở này đã nhiều lần bị nhắc nhở về những hoạt động trái phép gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an huyện Đức Hòa phối hợp với phòng nghiệp vụ và các ban ngành chức năng địa phương vào cuộc và kết quả xác minh cho thấy đa số trẻ sống nơi hộ bà Cúc là có mẹ đi cùng, không phải là trẻ cơ nhỡ mồ côi, không nơi nương tựa. Lần kiểm tra vào đầu năm 2020, hộ bà Cúc có 18 người cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột tạm trú nhưng không rõ cha là ai. Địa điểm này cũng đã lợi dụng danh nghĩa cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tâm linh nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân. Mặc dù trước đó luôn mạo nhận là thầy ông nội, thầy Thích Tâm Đức, Bồng Lai là chùa, nhưng khi đối mặt với cơ quan chức năng, ông Lê Tùng Vân đã nói rằng đây không phải là cơ sở tôn giáo. Do bị các cơ quan chức năng ngôn luận lên tiếng về hoạt động trái phép, cộng đồng mạng đã nhiều lần Phật tử lên án tẩy chay cuối năm 2020. Ông Vân còn đổi tên tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Tại thời điểm này, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tư viện hợp pháp do ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sinh sống ở đây không phải là tu sĩ Phật giáo, chỉ mượn danh xưng của cơ sở Phật giáo lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng các hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi dạy trẻ mồ côi làm từ thiện, lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi cá nhân. Theo ông Nguyễn Văn Mưng, trưởng ban tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, những người ở trong tỉnh Thất Bồng Lai, đặc biệt là ông Lê Tùng Vân, tự cho mình là hòa thượng, đồng thời giới thiệu trên mạng là thầy ông nội, thầy Thích Tâm Đức hay là tỉnh Thất Bồng Lai, nơi đây là chùa, đây là chỉ xưng hô việc cá nhân không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận. Từ sự việc này, đối với những người phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng hình ảnh, nói xấu chính quyền, đến khi nhiều báo cáo, đài thông tin hoạt động của các cá nhân tại tỉnh Thất Bồng Lai vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sống những người bình thường, nhiều người đã hiểu rõ bản chất hoạt động của nhóm tỉnh Thất Bồng Lai nên đã lên án tẩy chay từ đó.
Quý vị khán giả thân mến, thì hôm nay tỉnh thất Bồng Lai đã bị khởi tố, công chúng rất quan tâm đến lai lịch của những đứa trẻ ở đây, đặc biệt là năm chú tiểu đi thi thách thức hành danh hài nổi tiếng, thực sự là có trẻ mồ côi hay không và có quan hệ gì với ông Vân và những người sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai. Đây là một câu hỏi nhức nhối mà chúng ta hãy chờ đợi phía công an điều tra. Chúng ta được biết là liên quan tới những người trong tỉnh thất Bồng Lai, họ là những người có huyết thống sống cùng với nhau, là mẹ con, cha con, ông cháu, nên bao năm qua tỉnh thất Bồng Lai nhận được nhiều tiền tài trợ từ nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi ở nơi đây. Và hiện tại thì tỉnh thất Bồng Lai đã bị khởi tố, chính quyền đang điều tra dấu hiệu lừa đảo của những người ở tỉnh thất Bồng Lai. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.